Chào các bạn, tiếp tục cuộc hành trình du lịch Việt Nam đến vùng Tây Bắc. Hôm nay chúng ta cũng lại đến thăm tỉnh Hòa Bình. Chúng ta sẽ đến khu mộ cổ Đống Thách, Chùa Tiên và Động Thiên Môn. Khu mộ cổ thì cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng chừng 30 km. Cũng là thật thuận tiện khi khu mộ nằm trên đường đi của tuyến xe buýt 02 từ thành phố Hòa Bình đi Hà Nam. Khi lên xe thì bác Tài có hỏi chúng tôi là hai bác xuống chỗ nào. Khi nghe chúng tôi nói là khu mộ cổ Đống Thách thì bác Tài có vẻ ngẩn ngơ vì hình như là chưa nghe tên địa danh đó bao giờ. Lúc đó chúng tôi phải nói là bác Tài ngừng ngay tại cơ quan của khu bảo tồn thiên nhiên. Từ khu bảo tồn thiên nhiên chúng tôi đi bộ chừng 500 mét là đến khu mộ cổ. Khu mộ cổ Đống Thách hiện nay được xếp hạng di tích quốc gia. Khu mộ cổ Đống Thách là một di tích khảo cổ cấp quốc gia, nằm ở xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đây là khu mộ của dòng họ Đinh, một dòng họ quan lang giàu có và nổi tiếng nhất của người Mường xưa kia, và cũng từng là thánh địa bất khả xâm phạm của người dân Mường Động, cùng với nhiều truyền thuyết bí ẩn được thêu dệt quanh dòng họ Đinh. Nơi đây thì có rất nhiều ngôi mộ cổ gần 400 năm tuổi. Ngay cả cái tên Đống Thách cũng toát lên cái vẻ âm u huyền bí của khu mộ cổ này. Đống thì có nghĩa là khu mộ, là nơi âm u tịch mịch, ít người dám qua lại. Còn Thách thì là tên riêng biệt của một địa danh người Mường xưa. Nơi đây là một thung lũng nhỏ, bằng phẳng, cao ráo, có nhiều ngôi mộ cổ với hàng trăm bia mộ bằng đá, được lấy từ vùng đất Ngọc Lạc, Thanh Hóa, cao thấp đủ cỡ khác nhau. Đứng nhấp nhô sừng sững giữa trời, trơ gan cùng tuế nguyệt. Xưa kia thì khu mộ cổ này nằm giữa vùng rừng núi âm u, tịch mịch. Khu mộ của dòng họ Đinh tương truyền là còn chôn cất cả những nô tỳ của các quan lang. Mỗi mộ thì có nhiều phiến đá khắc bằng chữ Hán, ghi lại tên, tuổi, chức sắc của những người dưới mộ, ngày tháng dựng mộ và còn khắc cả hình ảnh của các con vật. Nhiều bia đá của các ngôi mộ thì nay đã mòn mất chữ, chỉ còn vài ba tấm bia mộ lớn là còn thấy chữ mờ mờ. Theo các dịch giả thì những dòng chữ trên một bia mộ lớn có nội dung như sau: Ông Đinh Công Kỷ, tước Uy Lộc Hầu, thổ tù kim cai quản vùng Mường Động, sinh năm 1592, mất giờ Sửu ngày 13 tháng 10 năm 1647. Khi chết thì được ban tước trưởng vệ đề đốc Uy Quận Công. Đến ngày 22 tháng 2 năm 1650, được đưa về huyệt trên núi bằng 15 xe tang, 7 con voi, 5 con ngựa. Phía trước mỗi ngôi mộ cổ thì có 3 phiến đá lớn, phía sau có 3 phiến đá nhỏ hơn. Và hai bên có những phiến đá cao thấp và số lượng khác nhau tùy theo chức phận của từng người được chôn dưới mộ. Nơi đây thì Đống Thách được chia thành hai khu mộ khác nhau nhưng được chôn cất cùng trong một thời gian. Một bên là khu mộ thì không có dấu vết của quan tài, còn bên kia thì có. Chứng tỏ trong nghi thức tang ma của người Mường có hai lần chôn, một lần là thật và một lần là giả. Đây cũng là nét độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của nhà Lan Mường Động. Bây giờ chúng ta sẽ đến thăm Chùa Tiên và Động Thiên Môn, nằm cách khu mộ cổ khoảng hơn 40 km. Chùa Tiên hay còn gọi là Mẫu Đầm Đa hay là Chùa Tiên Đầm Đa. Đây là một quần thể danh thắng bao gồm nhiều chùa chiền và nhiều hang động rất là đẹp, thuộc xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ngôi chùa được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử quốc gia. Chùa Tiên thì nằm ngay dưới chân núi Tung Xê. Điểm đặc biệt của quần thể du lịch tâm linh này còn được công nhận là di chỉ khảo cổ học cấp quốc gia. Tương truyền là chùa được xây dựng từ thời xa xưa, mang đậm dấu ấn kiến trúc nhà sàn của vùng Tây Bắc. Khởi đầu thì chùa được xây dựng từ tre nứa, nhưng mà đến năm 2007 thì mới được xây dựng lại quy mô to lớn như ngày nay,
Lưng thì tựa núi, mặt hướng ra thung lũng rộng lớn. Du khách sau khi tham gia lễ hội xong thì thường đi vào tham quan hang động, thì thường đi theo hướng dẫn là vào cửa cha, ra cửa mẹ. Cửa cha là cửa cha Lạc Long Quân thì rất là rộng lớn, đi thoải mái, còn ra cửa mẹ là cửa Âu Cơ thì rất là nhỏ hẹp. Muốn ra thì chỉ có thể nằm bò sát người mới ra khỏi cửa được. Con đường này thì luôn nhắc nhở các thế hệ con cháu mai sau phải luôn giữ tròn đạo hiếu.